Xin chào tất cả anh em. Em lại tiếp tục giới thiệu đến anh em chiếc đồng hồ Uply đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đây chính là thương hiệu Master Đình Đám. Thì như anh em có thể thấy là thương hiệu Master này thì nó làm ra những chiếc đồng hồ Uply rất là đẹp, từ cái đồng hồ lên dây cót cho tới những cái chiếc đồng hồ điện tử rất là xịn sò. Thì hôm nay em có một cái sản phẩm mới về, đây là một chiếc đồng hồ Uply dạng lớn. Như anh em có thể thấy thì nó cao phải tầm 40 phân. Đấy, đây là cái dạng cỡ lớn nhé. Còn đâu cái bề ngang của cái đường kính của cái tròn này của nó cũng phải rơi vào tầm 25 phân, rất là bự. Thì con này là một trong những cái con mà Uply chạy điện tử rất là đẹp. Con này thì như anh em thấy thì là nó không phải là bằng nhựa nhá, không phải là bằng nhựa như những cái con đồng hồ Uply khác, mà con này nó được làm bằng kim loại. Nó giống như kiểu dạng nhôm dát mỏng ấy, chứ nó không phải là bằng nhựa. Và cái kính này của nó rất là đẹp. Bây giờ cái này, kính này phải cầm hai tay mới được. Để em bỏ cái điện thoại xuống, xong rồi em sẽ cầm cho anh em xem cái kính của nó nhé. Anh em chờ em chút. Đó, bây giờ em sẽ quay cái phía bên trong. Anh em có thể thấy thì cái phía bên trong của nó rất là đẹp, tất cả nó đều được mạ vàng hết. Đấy, cái chất liệu này của nó không phải là bằng nhựa, nó là bằng kim loại nha anh em, rất là đẹp. Anh em có thể thấy cái mặt của nó này, nói chung là con này nó đẹp như mới vậy đó. Hầu hết là không có vết chảy xước gì. Và dưới đây là cái hệ thống xoay quả lắc rất là đẹp. Đây là cái phía mặt sau của nó. Thì con này nó sẽ sử dụng pin đằng sau này, chúng ta sẽ mở cái này ra. Chúng ta sẽ mở cái phía sau khi chúng ta cho pin nó vô, chúng ta vặn xoay. Đấy, nói chung là con này cũng sẽ sử dụng thôi, tại vì em cầm một tay này là cũng hơi khó. Đây là cái kính của nó. Để chuyển được những cái dạng Uply này về thì đòi hỏi rất là cái khâu vận chuyển rất là mệt, không hề dễ một chút nào nha anh em. Để các bác cũng được cầm xem và trưng bày những cái ly này, là những người mà bán và vận chuyển là rất là vất vả. Rồi, cảm ơn tất cả những em nhé. Anh em nào mà yêu thích những chiếc Uply bằng kim loại thì có thể liên hệ với em để mua. Rất là đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người.